Có làm clip để đăng lên kênh của mình thì hôm nay có dịp thì Loan sẽ làm một cái clip ngắn nói về một sản phẩm mà Loan mua trên Shopeemore. Thì Shopeemore là một cái Shopee theo Loan được biết thì bán những sản phẩm chính hãng, thì Loan sẽ mua một cái, Loan đã mua một cái sản phẩm này. Sản phẩm này thì theo Loan tìm hiểu thì sử dụng dành cho các bạn, các chị hoặc các mẹ có đang trong quá trình bị lão hóa da hoặc là cần tái tạo lại làn da, thì đó chính là Ô Vui. Bộ sản phẩm này thì Loan mua đặt ở trên Shopee thì giao trong khoảng 3 ngày, thì sản phẩm này chuyên dụng cho làn da là cân bằng làn da và dưỡng trắng. Thì cái sản phẩm chính đó, thì nó là một tuýp sữa mặt, còn cái sản phẩm đó, cái bộ sản phẩm đi kèm là có 3 bước là nước cân bằng, sữa dưỡng, tăng cường độ ẩm và tinh chất cô đặc. Thì trong dịp mà Loan mua cái này á, thì được tặng thêm một bộ sản phẩm này nữa. Bộ sản phẩm này là bộ sản phẩm chuyên dụng dành cho tái tạo làn da của chúng ta. Thì cái sản phẩm này thì Loan chưa có sử dụng bao giờ nên không biết là có hiệu quả giống như là những bạn trước đã review hay là chưa. Thì bây giờ Loan sẽ bóc tem cái sản phẩm này ra cho các bạn xem thử nha. Để xem coi ở ngoài hộp á, thì có mã vạch nè, có mã vạch để cho chúng ta kiểm tra. Nhưng mà cái sản phẩm U này nếu mà các bạn muốn kiểm tra thì Loan cũng có hỏi, thì các bạn kêu là phải tải app này về thì chúng ta mới check được cái mã vạch. Rồi đây là cái sản phẩm tiếp này thì là có 160ml. Nhiều bạn khi mà nhận cái sản phẩm này giống như Loan rồi đó, thì sẽ thắc mắc là ôi tại sao mà tiếp kem lại không có cái phần tem để niêm phong cái phần này á. Nhưng mà thực chất đây là vẫn còn sản phẩm mới, còn cái tem niêm phong này đây là dạng mới nên là nó sẽ được dán cái tem ở phần phía bên đây. Đây là cái tem để các bạn tải app về rồi các bạn kiểm tra. Bây giờ thì Loan sẽ khui thử cái hộp, cái bộ kit này bé bé. Thì đối với những chị mà đi hay có những chuyến đi xa thì có thể đem bộ này đi rất tiện lợi. Kèm theo đó là có hai cuốn catalog để cho các bạn tham khảo về sản phẩm, về dòng sản phẩm U Vui. Cái thứ hai nữa là có những bước chăm sóc da để cho mình có thể hiểu hơn về quá trình chăm sóc da và những bước sử dụng sản phẩm ở trong bộ sản phẩm này, cũng như là quá trình sử dụng tất cả toàn bộ sản phẩm của Ô Vui. Ba cái chai này á, thì sẽ được dán tem niêm phong này, không giống như sản phẩm chính nha. Sản phẩm chính thì sẽ được dán cái tem như thế này, còn ba chai này thì sẽ được dán tem niêm phong. Hai chai này là hai chai có dung tích, hai chai lớn này có dung tích là 20ml, còn chai bé thì chai serum có dung tích là 3ml. Cái để lên xem thử nha. Cái chai Ô Vui này á thì là đây là nước cân bằng, chỉnh đốm lại kết cấu da cho làn da sáng mịn và trong suốt. Chai này trong hơn. Còn chai thứ hai là dưỡng da, tăng cường độ ẩm, giúp duy trì độ ẩm sâu và lâu dài và tươi sáng cho làn da. Chai này thì đang thấy có màu đục hơn một chút. Còn chai thứ ba là serum.
cho làn da sáng rực rỡ. Trên serum này thì hơi bé, không biết là sử dụng trên serum này trong bao lâu thì sẽ hết. Đó chính là một bộ. Đây, cho mình sẽ rửa sữa rửa mặt trước, sau đó làm theo trình tự từng bước một là chai này, rồi đến cái này, cái nước cân bằng trước, rồi sau đó là sữa dưỡng, rồi sau đó serum. Đó, bây giờ sẽ bỏ vô đây. À, trong được khuyến mãi nên là sẽ được tặng cái bộ này. Bộ này thì mình nhớ không nhầm là cái lúc đó bộ này là bộ tái tạo lại làn da, tái tạo lại làn da cũng gồm có 3 bước luôn, thì tích cực lại cũng như để em xem thử coi. Mình mở cho các bạn xem. Wow, hơi bị đẹp luôn nha. Cái phần cái lớp dung này hơi bị đẹp luôn, nhìn rất là sang đúng không ạ? Cái sản phẩm này nhìn không phải nói là cái lúc mà Lan nhận hàng về rồi á, riêng cái phần hộp ở bên ngoài á, riêng cái phần hộp ở bên ngoài này thôi á là đã thấy cứng cáp và đã thấy sang trọng rồi. Nhưng khi mà mở vô trong đây á, nhìn cái phần hộp này á, phải nói là nếu mà đem cái này về làm quà tặng cho mẹ hay cho phái nữ á, thì ai cũng sẽ rất là thích. Ở trong đây cũng có một cuốn catalog bé bé xinh xinh, để Lan xem thử coi. Dấu hiệu lão hóa của làn da đậm nét theo thời gian. Tuổi càng lớn càng rõ nét trong quá trình lão hóa da thì được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là bề mặt da trở nên khô và độ đàn hồi giảm. Giai đoạn thứ 2 là làn da bắt đầu bị chảy xệ và độ căng giảm theo vùng. Giai đoạn thứ 3 đó chính là sắc da sạm, màu da khô sần, da nhăn toàn diện và chảy xệ. Hình hầu như là cái giai đoạn 3 này thì các mẹ tầm tuổi từ 40 tuổi trở đi thì sẽ xuất hiện nhiều hơn chúng ta. Còn đối với Lan thì họ tuy là chưa, phải nói là chưa lớn tuổi giống như là những cô dì chú bác khác, nhưng mà Lan rất là sợ. Vấn đề không phải là sợ mình bị đen, nhưng mà sợ mình là bị lão hóa da, rồi sau này khi mà chúng ta bây giờ chúng ta có thể hấp thụ được những cái dưỡng chất tốt nhất thì chúng ta nên xài đi. Loan khuyên các bạn là chúng ta nên xài, sử dụng những sản phẩm nào mà cảm thấy là phù hợp cho làn da của chúng ta, cảm thấy là làn da chúng ta thích ứng tốt thì chúng ta nên xài. Còn đợi để đến sau này rồi á, chúng ta có tuổi rồi á, sau rồi khả năng hấp thụ của chúng ta sẽ giảm hơn, giảm đi nè. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn đến tuổi rồi á, rồi các bạn sau đó các bạn mới bắt đầu sử dụng, thì cái quá trình chống lại lão hóa, quá trình tái tạo làn da nó kéo dài hơn so với bây giờ. Nhiều bạn có cái không biết có giống Lan hay không, nhưng mà nhiều bạn sẽ bị giống như kiểu là bị khô nè, xong rồi nhiều khi là lúc mà mình cười ra thì nó sẽ có nếp nhăn đồ các kiểu đó. Rồi bây giờ không nói dài dòng nữa thì Loan sẽ đi vô cái sản phẩm này luôn ha. Cái sản phẩm này thì gồm có 3 cái. À, sản phẩm này thì hai chai nhỏ cũng là 20ml. Còn cái chai kem này thì là 7ml. Cái chai đầu tiên cũng giống như cái dạng kia luôn á, thì cái chai này á, nó cũng có cái nước trong, thì Loan nghĩ là chai này chai cũng là dưỡng chất nè. Để xem coi, chai này là nước làm mềm da và giàu dưỡng chất, cân bằng từng nếp da, giúp làn da đạt được trạng thái lý tưởng trước khi bắt đầu chương trình chăm sóc, ngăn ngừa lão hóa da. Ngoài ra là còn sản phẩm còn giàu chất dinh dưỡng và có độ bám dính cao, thẩm thấu nhanh vào làn da, đem lại làn da ẩm mịn và mềm mại. Cái này thật sự rất là tốt nha, làm mềm da và rất là giàu dưỡng chất. Khi mà làm mềm da thì da chúng ta có thể hấp thụ những cái dưỡng chất tốt hơn. Rồi tiếp theo là đến cái chai thứ hai. Chai này cũng dạng cô đặc, chai này là dạng cô đặc hơn, màu cũng đục hơn nữa. Chai này thì cũng giàu dưỡng chất, giúp mang lại làn da mềm mại và ẩm mịn. Cái này tức là cung cấp cho độ ẩm cho da nè, với hiệu quả giàn trải của trội sẽ dễ dàng đến từng ngõ ngách trên da.
giúp da có sự đồng nhất và cân bằng. Che này để lại giống như là cung cấp độ ẩm và cân bằng cho làn da của chúng ta. Là bước thứ hai. Bước thứ ba đó chính là kem dưỡng. Thì hầu hết em thấy cái này ai cũng sử dụng đến. Cái chai kem dưỡng này thì thể tích cực của nó cùng có 7ml kem dưỡng chứa năng lượng dồi dào từ chiết xuất hoa mẫu đơn, giúp làn da săn chắc, sáng khỏe hơn, đồng thời tạo lớp màng bảo vệ dưỡng chất từ các bước trước và bảo vệ làn da khỏi tác động của môi trường. Sản phẩm có đính kèm cái ở trong đây Lan thấy ghi là sản phẩm có đính kèm dụng cụ lấy kem và massage bằng đồng. Thì ở trong một cái thì Lan không có thấy cái đó. Lan có hỏi lại shop thì shop cũng có nói là đây là sản phẩm tặng, bộ sản phẩm tặng nên là sẽ không có cái đó. Khi nào mà mua sản phẩm này là sản phẩm chính đó, thì nó mới kèm theo. Đây là sản phẩm còn tem nha. Còn tem các bạn để ý tem kỹ đây nha. Bây giờ Lan sẽ mở cái này ra. Này là khui tem, mở tem xem coi. Mùi hả? Các bạn nghĩ mùi này thì khá là dịu nhẹ. Mùi này thì đối với nhiều bạn bị kích ứng cái mùi á thì sẽ cứ yên tâm nha, cái này nó không có mùi hắc lắm. Hoặc cái dạng là cái dạng giống như đầu chấm á. Xài Lan nghĩ chắc xài cũng tiết kiệm hơn dạng đầu chấm giống như vậy. Đây là sản phẩm thứ hai cũng được dán tem. Bây giờ Lan sẽ mở. Đó. Mùi cũng giống như mùi hồi nãy luôn, nhưng mà cái đầu này, cái này là đầu này nó bự hơn. Để Lan mở cả hai cái cho các bạn xem. Đầu này nó bự hơn là do dạng này là dạng cô đặc, còn dạng này là dạng loãng. Thành ra là khi mà đưa hai cái này ra nè, xíu nữa thì rút. Đó, đưa hai cái đầu ra, các bạn sẽ thấy điều khác biệt hơn ha. Còn một cái này nữa. Wow, ba mùi đều y chang như nhau luôn đó. Phải công nhận cái này hay ở chỗ đó. Nhiều bộ sản phẩm Lan dùng á thì nó cái mùi nó không có giống y nhau giống như vậy. Dạng này cũng khá là loãng, nhưng mà Lan nghĩ là cái kem này đặc nha các bạn nha, 7ml nhưng mà đụng vô rất là đặc. Khi mà đụng vô nè, giống như là truyền ấm á, tay của mình truyền ấm vô đây thì nó sẽ loãng cái kem ra một chút. Lan thử xoay lên tay thì thẩm thấu hẳn vô da luôn nha, nó không thơm lắm luôn á, nó không có bị bết dính. Đây là rồi xong bộ này. Giờ để anh mở thử cái sữa rửa mặt này ra xem thử không. Thử cái mùi. Sữa rửa mặt này cực thơm luôn. Nhưng mà hơi, mà nói thật thì hơi ít một chút xíu, mình không biết xài tới khi nào hết, nhưng mà thơm lắm luôn á. Thử cái mùi này mà muốn nghiện luôn á. Nói chung là cái này á, nếu mà đi quà tặng cho các cho ai thì cũng rất là thích hợp luôn. Thì để Lan trong quá trình Lan sử dụng rồi sau đó Lan sẽ review cho các bạn xem được là công dụng của cái này nó như thế nào nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo. Nếu có thêm ý kiến hay là những cái góp ý nào thì comment bên dưới để Lan có những video tốt hơn nhé. Bye bye.